Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với chế độ của mình. Mình nghĩ là sếp mình đó là Thảo Nghè đây. Chúng chị nghe tiếng mình nét, người quay phim đó là anh Vi Trập các bạn. Mấy này cả tóc rồi trập luôn mày. Thì hôm nay mình có nói hiện qua làm cái món kiểu là mình quay lại, không phải quay lại nhưng mà mình muốn ăn cái kiểu như mấy anh em muốn ngồi tới mấy cái các bạn. Đó là mình ăn dê, kiểu là dê mình đỡ cho nó được nắm cái kiểu nó chín chỉ tầm mà bún. Sao mà kiểu nay giờ thành vô rồi. Vô. Nói chung là nó chín tầm 50%. Đấy, trước mình ăn nó nhiều rồi, lên nay nó chạy ào ào, chạy kịp. Mình ăn gồm cái này nha các bạn. Đây là lá mơ, xé. Và không thiếu đó là chầm chéo này. Muối kiến. Chầm chéo của đồ siêu ấy. Sẵn biết hay. Sao lấy mấy cái chiếc để chút mình kia nước chấm ra. Chấm chung luôn. Chấm chung anh cho tôi. Chấm chung sao vậy? Giờ lấy cái chút lấy đó mình chắc ra không được. Nghĩa là trộn hết lại cái này. Giờ nói chung là mình sẽ vào con đường đó là phe nước chấm nha các bạn. Đây, mình quay sáng chút anh Bi. Bây giờ phe nước chấm nè. Đỡ trong ly lớn là phe trước xong rồi lại xem. Đỡ trong ly rồi đủ đây. Ly lớn phe trước. Nè. Phe chấm chéo vô đây luôn ấy. Phe một ly lớn xong sắp lại quá ly nhỏ. Hay chứ, cái dễ làm gì vậy. À, bây giờ mình bỏ chùm chiếu các bạn, một nãy quên lấy sỉ ra, đưa mọi cái dao tiếng, mình khỉ chút chùm chiếu thôi. Lấy cái xẻ kìa, cho nó chanh chìa. À, không nổi, anh ấy dao quá. Chùm chiếu nhìn ngon rồi. Chùm chiếu ơi, chùm chiếu của ông Chà Ba các bạn. Thì Thảo Gà nó có tiền nha các bạn, nên nó sẽ rất thích ăn những cái món này nha các bạn, dân dã nha các bạn. Chiếu ít thôi chứ kỳ lắm, chị nói chùm chiếu kỳ lắm. Thôi, phải chưa? Phải đâu? Rồi. Kỳ. Tự nhiên mình mới gì đụng nhỏ luôn cái món nào ra cái đấy cái quại sao mà chia ra sớm ra tiếng một cái chục tôm thì là mày cái hết chung là một rồi. Đúng rồi, phải đi phe mà. Đây chờ nước kiến nó đầu rồi mình muối kiến nó chừa cả muối mà có kiến không theo nó tuyệt vời mới ăn rồi hả, giờ lắm đấy tớ không phải vợ mà kiểu nó ngon mà. Nói chung là cái này á nó ngon thiệt anh, nhưng mà anh em ăn á là ăn ít chấm ít không chấm nhiều nó sót nó cay đúng rồi đó. Là bây giờ đó vậy, một kiến nha các bạn. Đó tôi với anh trong thư cái anh không biết nữa đi. Sót đồ luôn. Anh ơi. Là em phải gỡ một cái gà đó. Người chết rồi. Gỡ một cái đó nè. Sao muối kiến ngon mà, ăn nhiều kiến hay gì đâu. Hay lỗ chứ. Mà kiến không mà không có muối. Kiến thì tốt cũng sao. Em mọi người sẽ tới ăn muối kiến là nó cay như lời đồn nha mọi người. Cốc. Còn kích chứ cậu. Cay không? Nó nồng, nó nồng ít. Cay thiệt. Mình đi xe ba nhiều mình thấy đúng rất đúng hương vị rồi mọi người. Sao? Nồng không? Nồng. Nó có hậu không? Là phê á. Quên cây được mà. Trời chuột. Đâu. Quét miếng. Nếu chấm còn thấp đẻ thì mọi người. Thì vòng ta thì ít quá. Không ngừng ít thôi. Nó ít chút ly rồi thiếu rồi pha tim. Rồi ok. Em xíu quá thì em xíu dày quá nhỉ. Anh ngừng. Đấy. Lấy được chi. Tùng tùng vậy chút thấy vậy với bờ nguyên một cái khách đó. Đồ, ngon. Mùi cực kỳ quá. Nói cho tao không tưởng tiên nhiễm tái bụng dạ thôi, người ta tết tao đi trao ghe bữa nữa. Cho nên thâu đó mình lên. Đâu rồi anh Bi, qua đây chứ anh Bi, qua ngồi dưới chỗ của anh đi. Anh Bi thù vậy Bi. Anh Bi, trước đi. Sợ gì không? Nó xé đó mà sợ gì nữa. Xé đập đi rồi. Không có chứ mèn chanh vô nó tái nha. Anh Bi, muốn quất trước đây. Để em xét anh Bi nha. Giờ tao thử rất ngọt. Giờ mày dám hả? Đây. Vô làm chài là ngọt chứ. Đây rồi. Em xét cướp chanh miếng đang thử trước đã. Con kia rồi đây. Đỡ ra cộng mình đã thèm thèm xuống nha. Này, như muối tại mà cả nhà nha. Tiền thu nó đi bóc bông cúc nha các bạn. Thu đi bóc vàng rồi. Bóc cái thò. Đâu cái chế đâu anh cầm luôn. Chú, Thảo quốc Thảo. Đấy. Xách chẳng Thảo miếng tiếng. Hành Thảo tự xách. Tôi một xách miếng thôi. Anh là mày muốn ăn tái hay muốn ăn tài? Tái đi. Cái ngọt. Nước chấm ngon rồi á. Rồi. Ngon nhờ nước chấm nè. Cái đùi nó không giòn á. Cái đùi nó không có ngon. Đùi ngon ngon nhờ nước chấm. Dạ giòn ngon. Cầm lấy lem cầm. Cầm xách nè bố. Cầm nhận cái nước chấm nó có vị ngon. Đây mọi người. Không là Thảo kia đây. Không phải mọi người nha. Thảo tép nhau sạch sẽ hết rồi. Vô tiết đầy hết. Đấy. Nghe ngon là nước chấm ngon cơ mọi người. Đường nó tan tái mà nó tan cho mà nó không.
tái tần tần mà thôi. Giờ anh em tái tôi bỏ tái luôn nha. Còn đâu? Vô vô ngồi anh con. Bám gì lại cái đúng rồi, nành cái chân lên, xếp cái chân này. Anh dạy mấy con phong cảnh hữu tình này. Anh ơi, thì anh em mình đang ngồi ở một cái vùng quê nghèo hiểu lắm nha các bạn, xung quanh toàn nhà lầu không khăn. Giờ lên mày. Giờ ta tao rửa tay. Anh đang ăn không? Đấy, giờ anh Trung biết ăn này đấy, nành chân lên. Trời. Tái chân nè. Đủ thấy có con kiến luôn này. Cái sao mũi kiếm mà biểu kiếm mà chỉ nghĩ nó ra cái con cặp cào cào đấy. Thì mình cũng xin phép nha các bạn, để mình thử không biết nó chạy gơ lắm rồi các bạn. Đang lúc đói mà những người anh em làm đúng món mình thèm rồi. Giờ xe lưng hết bé rồi đúng nha các bạn, rất ngon. Chúc cực kỳ xe nữa. Cái đây là nước mọi nha các bạn, mọi mà nó ngọt cực kỳ luôn. Chúc anh nghe bị cảm nghe. Đúng rồi các bạn. Không nói nó lào luôn. Mười điểm không cá nhân. Sao thấu kìa, cảm nhận sao thấu kìa. Là cái dăm chiếu này mọi người nó cay thi. Cái mùi vị mọi người nên trải nghiệm thử một lần cái dăm chiếu này thực sự. Giờ biết dùng tay sao nữa, nó không có giống những cái gia vị bình thường, mọi người phải phải nếm trực tiếp à. Ừ. Đây cái đầu sao? Muốn kiếm rồi nè, nó có muốn kiếm. Muốn rồi. Rồi, ok sau đây là quảng cáo luôn. Rồi tiếng anh tiếp. Tiếng lớp đi. Ờ anh đây. Ông chúc lớp ở trên đây ông anh luôn chứ. Không quay tụi anh miếng thôi. Thì bụng nó yếu nha các bạn nên nó sẽ sao giờ mình mời mấy anh em nha, mình đặt trên đây anh. Đấy, đây đây đây. Đấy miếng đó luôn. Cho nó đẻ. Đấy. Ờ. Cái đùi này anh phải bảy người. Sao? Mà nãy mình kia kêu anh không đúng. Tại. Hiếm rồi. Vậy với anh gì hết đâu mà đàn không mà anh. Chứ nào chứ còn thua không? Lộn. Đấy cầm được đây. Chấm đại đi. Rồi. Mời anh em nha. Ừ. Đầu giống bây giờ. Ngọt. Giờ anh nhặt tới đấy ngọt các bạn. Cái này mà có chút khớ nữa. Ấy xịt nãy mua khớ không có. Đạt. Ngon lắm nha các bạn. Giờ anh em mình rồi quay giờ tiếng ăn vậy. Em xách miếng chứ đấy thôi. Chú cái gì giỡn anh. Cái đây mua mấy đồng vậy? Ừ, đây bạn mua mấy đồng vậy? 8 xị. Tôi giờ 8 xị. Ngon vậy. Bây giờ 7 xị bây giờ. Đấy, bây giờ mình ăn thử này. Để cho 7 xị giá reo này là tiền được ta bán cái đùi này khoảng 2 triệu. Thấy là người ta bán mà tổng cách á. Ừ. Tại người ta xé ra gì. Công người ta làm. Công người ta quay nữa chứ đây đâu chưa tính tiền quay mà. Hay quá hả? Mày ăn mù tạc được mà cái đây cái đâu mà xẹt cái nè. Bị chiều chơi với hàng hả? Anh chơi hàng hả? Chơi hàng là mình mới hiểu chứ. Hàng ơi chứ có chơi gì đâu. Thôi thử cá siêu luôn. Mày đi bé mà. Tiếm. Ừ. Cái tôi cũng bị quá. Ờ. Hai này muốn rồi. Thảo cũng uống tắm bé là uống miếng rồi chắc là nó sạch chịu nấu à. Ủa, uống uống này trước đi, uống trước đi để mua gì nè mà đen nhiều vô đen này chết rồi. Nhanh nhanh đi thì dữ rồi à, sạch luôn một cái não mà đồ cái gì vậy không mà cái em đi đâu nó lấy gì chặt yếu đi hay mà xe thắng nè đủ đeo cố đeo cái chuyền tay hết nè. Giờ dừng đèn ha. Đây em bây giờ sẽ còn kéo nước xíu luôn ạ. Rồi đây dần bay bút tiên bay. Ok giờ anh bay thử đập lần 2 nha các bạn. Anh nãy giờ còn thử đập nữa. Không mà ngon công nhận nó ngọt thiệt á. Không có cái mùi hâu quá không Thảo. Đúng rồi không có hâu chút nào luôn á. Tại vì ông Hiếu ông nói đầu hầu giờ ông quay hầu giờ ông biết chứ. Ông giờ ông quay dê quay heo quay đồ ông biết. Ông kêu là dài là vừa ăn ngọt này em. Đấy. Xét ráng lần nhiều luôn rồi đấy. Anh em vừa mới cống á. Quỳ à, sẽ nóng sẵn mà. À, tiếng một lấy đang xét các bạn. À, chấm mây sợi hả? Giờ anh bay ra, anh bay ra. Anh bay ra đòn nha. Bay ra đòn hả? Bong ra đây. Ra đòn đi. Miếng ớt là mọi người cây gì đâu. Cái này thở anh dài này. Tiếng nó bị sao nó sẽ cả. Chẳng nhận miếng ớt. Quá đã.
Quá. Thảo thấy trên TikTok mày uống rượu ngoại được không mà Thảo? Quá đã. Còn cầm một em đi. Chơi mọi người. Còn nhóc uống uống kiệt. Chơi. Lấy xe, lấy xe ô tô, lấy tân không pháp luật. Chứ cầm vô là con chấm vô nó cây là chết con. Đó, cầm nhả thấu, thấu. Đó vậy. Anh thấu y chê tao. Ném ném con ném, con ném. Anh cây được không? Con cây được, hầu như yếu rồi. Chỉ là dính sống. Dạ mà, hiếm, hiếm, hiếm. Sống luôn rồi. Hiếm đứa nào nó ăn cây được đó. Đó, mày đã đúng rồi, đúng rồi. Rồi, mày cá, đúng rồi, mày cá. Mày cá sự thật luôn. Rồi, lứt. Mùi đó. Lứt rồi, anh hay hay. Đây. Kiếm vô vậy nè các bạn đấy, kiếm vô vậy. Chấm vô chưa? Ăn Thảo đang pha chớ một cái chén muối chấm riêng cho nó. Đúng rồi, đúng rồi. Này nha các bác. Chưa. Miếng này là miếng của mình thích nè, nó chín rồi nè. Chấm chiếu. Chưa. Chín nè. Đây là đúng gu luôn các bạn. Cuối năm mà được ăn dày là quá là tuyệt vời luôn các bạn. Bộn bờ công việc mà anh em ngồi với nhau dày là quá tuyệt vời rồi. Em trung bằng công việc hết nha các bạn. Lên mấy cái gọi là mời mà anh em mình giờ nó dùng liệm á đâu. Ủa quên. Thấy là bằng á không? Đúng rồi, chín quá không? Chín quá, nó mắc ngọt. Cho nên là thực ra cái đó anh tái là tuyệt vời nhất trên đời. Nhưng bờ thùi anh đã tái chứ là cái chín. Không sao, bờ anh tái rồi. Nhưng đây là tái rồi hả Thảo? Dạ. Tái rồi hả? Hèn. Ngon quá mọi người. Anh đang tái cho nó đẻ cho nó. Còn gì mà hạnh phúc hơn nữa mọi người ơi. Đây là anh không hết nhưng mà giỡn thôi nha. À, kẹp miếng ra. Miếng xẻ nữa này. Giỡ đêm giờ nhân ngân lắm nha. À, em giờ chỗ việc tin ban này. Chúng bạn coi này, miếng. Chua, tam chua vô nữa. Nữa không? Ok. Thảo, bữa nay anh được hả? Xím. Nó đang gật đều mà nè. Coi nấu ngon. Nấu, ôi dồi. Không sao đâu, nấu mà sang thì đang qua kia, sang qua, sang lại. Hiểu không? Sao vậy? Đó, dạ. Rất thiệt vậy. Nó hơi lắm rồi. Sao lắm vô ta? Đúng rồi. Chấm lại nó đặt nè. Nó đặt chiếu nè. Chấm lại nó đặt. Cây dừa tóc ừ. Anh cây dừa Thảo. Ôi đậu phẩm. Chầm chiếu nó có vị nồng lâu lắm. Phê đó mọi người. Anh ơi, anh dùng thử. Chín rồi. Nó phải dày lắm. Chọc, ngon quá. Người Tây Bắc tôi. Thảo cần ai anh chết ai anh nghen cho mình chịu ạ. Anh thử một miếng không này. Đúng miếng này là chín hay nha mọi người. Anh không, miếng này nó giòn giòn này. Cũng được lắm anh Thảo. Cái thịt nó cũng được lắm nhưng mà giỡn rồi. Rồi mời mọi người nha. Rồi, thì nó có thì cái củ xè với lá mơ các bạn. Ừ, đang mà khô như thế này cũng ngon lắm anh Trung. Anh Trung quất cũng khô luôn thôi. Anh quất 2 miếng luôn. Tình. Đó. À, hờ nữa. Kê chưa? Cái cây hàng đồng. Có chuyện có ấy. Cũng ông cứ câu nó hoài. Sao con chim nó mổ lúng cái lỗ của con nhảy. Không cho dạ. Anh đói thì nó mua luôn. Anh bơi ơi, anh em đang quay này, quay anh nhiều vô. Đúng rồi, quay. Anh giật liên hệ vô đây cho nó kích thích vị giác của khán giả chứ. Đúng rồi. Nếu mà chín hơn nữa cũng ngon nữa mọi người. Đây nha các bạn. Thì mình sẽ lấy một miếng nó vừa mở tá tá như này nha các bạn. Thì cái độ mềm nó thôi các bạn khó nói mình được. Dạ. Yeah. Rồi. Phải là không ăn mà bụng em nó yếu đồ mà ăn nhiều. Mình được ăn ngày nào mà cũng được, ăn nhà mình ăn tới già mình cũng ăn mình hiểu được. Không mình nó được hả? Ngày nào cũng ăn á, ngon quá không? Ừ. Ở nhà ăn cơm như cá với cái kè nó quen không? Ngon quá, ngọt lắm nè. Ừ. Nó thơm. Nãy giờ tôi đổi ra này nó tái nó thơm lắm, không nó giật công nhận là nó thơm á. Này mà có miếng xoàn nó tuyệt vời luôn. Giờ này có thằng Thảo gà rồi nó quên nấu cái đùi thái công gì anh em thử review chứ còn. Thái công có bán đuổi vậy? Thái công có tiền cũng không mua đâu mọi người. Bởi vì là nó không có hàng, vì nó có chỉ có 12, 20 cái trên toàn thế giới thôi. Đây, mình đốt miếng nha. 200 cái trên toàn thế giới. 200 cái trên toàn thế giới mà 10 cái ở Việt Nam. 10 cái Việt Nam. Thái công có bán đuổi vậy? Người cái đuổi xong khói đó. À.
thôi anh không biết đâu, anh giờ anh chuẩn bị tiền mua cái nến hay gì bỏ thằng Hứa đi được rồi. Nến nó cũng rẻ, 2 triệu mấy á. Cái nến nè. Nến không thái công nữa. À cái gì cũng được. Ngon. À rồi. Chơi chạy qua bên chỗ lên này chứ, trong cái ai. Đúng 2-3 người anh, 2 người anh đâu, chứ nhiều. Tấu. À rồi. Tưởng đang đặt món tấu này anh em nhậu các bạn. Tính tạo đó. Giờ nhậu anh thường mà sợ, giờ thực sự nó thực sự không có thời gian. Đi dọn hàng liên tục em. Vì là cuốn em này tè này. Với lại là thực sự là dọn nghe. Dọn không... không mà, trên đó đội dọn với anh dọn cái gì? Là nhà ở đâu chịu đâu. Tết là... được ngon lắm nha. Tí thằng ông xách gì từ lừa vậy? Cắn. Tao xách cho nó tái tái cho nó dở tái, hiểu không? Chính cho đi ra là sống. Khác. Đấy, kéo ra. Đúng rồi đó. Ờ ý tao nha ơi, cái bụng nó nhỏ nó yếu. Bụng nhỏ yếu gì đâu nó ăn. Thì sao miếng đây nữa thâu. Ờ. Đồ bụng nhỏ nó đang ăn nó mày. Đồ ăn nó cay lắm, miếng nó sống. Ok. Ông nó ép. Đấy, đấy miếng vừa da vừa dài này, tiếng xách tụi miếng da vô tiếng. Vừa da dở ấy ấy đồ quỳ đâu vậy không nha mọi người da này thử cái ăn nhức nách luôn rồi nè, này là giống như là cái bành tay heo vậy mọi người, đây là rum rum luôn chụp nó bao của xe dù xe khi nó giờ ngầu cách về anh có sáng nay cũng rồi rồi trồng quá tuyệt vời ha, cái này cái chấm chiếu nó ngon các bạn, nó dở dùng à, chờ nó miếng nữa. Từ đó chín chút bà nha. Bị quen chút anh Bi. Con xin mạng cha không chạy. Đây mình mời mấy anh em nè. Được cái chén của anh Bi. Bi nhiều nhìn dữ á. Cái nước chấm á. Đây. Ngon. Kiếm bữa giờ gà kiều mình mua mấy lần rồi các bạn, mình có tiền. Tất nhiên mình cũng tổ chức, mình đâu dám nói đâu, mình sợ nói lộ ra rồi, nói sao cũng bầu. Lo mình ăn vậy là mình dọn cất luôn. Giấy nè tiếng. Ủa giấy nè, rần dữ mày. Cùng quá, thảo gà gì rồi mình lo cho lại liền, chờ đụng không có là que, không được bữa tốt này các bạn. Con gà nó cấp cứu à. Nó có mệt đồ chỗ đi chơi với các em gái, nó ngồi đập đá đồ chứ. Thảo gà là cũng ông trùm Mino ở trong Sài Gòn các bạn, mà anh thấy Mino ngầm. Anh chảy mũi phải không? Ngon, thật sự. Rất là tuyệt vời. Chầm chiếu kỳ, nó kỳ đẻo ha. Đúng rồi, tết nhất mọi người nên thu một cái hũ như thế này cho mọi người. Đây lên cái bán nha mọi người. Mọi người nên thu một hũ. Bán. Lên. Đẹp dùm thì có. Mày bán không? Đặt giùm nhiều hũ. Lần nói giá luôn chứ. 100.000 hũ nha các bạn. Hũ bao lạ? 20.000 ship. Rồi. Lại giờ thôi chứ đặt chừng nữa, ai đâu mà đi. Quà tết cho giờ này gì nữa. Nói chung là nếu như mà mọi người mua combo 2 hũ là lên bán 200 tặng thêm một hũ muối kiếm nhỏ nhỏ chút nữa thế này nha mọi người. Đâu ra muối kiếm nữa vậy? Nửa hũ à. Muối kiếm gì à? Muối kiếm 25.000. 50. Này hiếm nó kêu 50.000 hũ. Rồi, ai mà gọi là tăng tăng thì liên hệ uống giảm cân. Rồi. Uống giống rồi uống lạc hơn đó là lên cái lòng tay mình là mình nút mẹ lên thầm mấy à chạy vô lấy cái chai nước lọc rồi nha bé mua coca tết chưa chưa độ thì thôi là vô lấy coca vô lấy coca cola bé mua coca tết chưa lấy một lon coca đây. Đây vừa dây thiệt này nó sẽ nào đi đâu không biết đâu. Vô nó mẹ nó chỉ á. Mẹ đang giữ con trên. Ôi thâu cho làm gì? Tết, té đâu uống tết mà giờ mày làm gì? Thôi, vừa nước mẹ đâu anh? Tết rồi. Chai nước mẹ anh rùa nắm trục rùa. Còn chút chút đây. Nè, tém đi. Hai cái rồi nè. Nhân. Vô Bình Lập và chớn chai. Còi cho trúng cái chân á, thẻ rất bơ cái chân á. Đó giờ ăn miếng đây ở đầu này. Tiếp. Tiếp tục nha mọi người. À. Căng lên quá. Căng lên nó ngầu nó xét anh nha các bạn. Cũng ngon. Lính Black á.
Con đợi tử ngầu quay cho ăn nữa. Này hả? Ai nói ăn tái được ăn ăn. Dạ giòn. Mấy cục tái đúng ngon hơn cùng máu. Chú xét gì ông xét gì cơm vậy mà. Ta chưa xét xong mà gì vậy? Ngon lắm. Chút thì không mà gì vậy? Ý là mớ liệu ra chưa cắt lại. Xét gì cơm nữa mới ngon. Ngoài cục này mới đẻ nè. Con Thảo ơi, con chơi đó ta. Tao quá. Bột. Sợ gì đâu mọi người. Đâu còn ai giấu ai phu quý giờ trời. Rồi á, đây rồi các bạn. Chú đụng ở đây đúng tay luôn các bạn, còn đó ôm máu không mà. Chết cả số bu giờ trời. Thì Thảo gà đang sợ chết nha các bạn, nên cái tâm lý nó nói chuyện nó làm anh em ở đây rất khôn ngoan. Đúng là người sống chết cá số thiệt nha. Chấm vô mà kiến đây thấy chưa, đây mình thấy còn kiến luôn ạ. Mèo với chai này ngon có đường, nhưng mà cái tí lọ mình pha cái này nó ít không, chủ yếu là cái chấm chéo này, tí lọ đây pha ít không, muối kiến cũng ít không. Cái này là chấm chéo này. Đấy. Cái này là muối kiến này. Đó. Còn cái này là muối muối gì ta? Chanh. Muối chanh. Muối chanh. Đó là muối hải sản mình.